Đây là video review chi tiết về cái con loa mới nhất của điện máy 369 ha, DB06 Super Viral. Một trong những cái tên mà nghe anh em nghe thôi là đã thấy nó ngộ ngộ, nó lạ lạ đúng không? Tại sao có cái tên đó? Đầu tiên mình sẽ nói về cái tên trước, rồi bắt đầu mình sẽ vô chi tiết từng cái con loa và từng cái linh kiện coi nó có cái gì đặc biệt mà đặt cái tên nó quá là VIP như vậy. Super Viral là quá vô cùng, gọi là vô cùng là xu hướng đó là vậy. Đây, giống như trước đó anh em đã biết với mẫu loa này DB06 Viral, một trong những mẫu loa mà mình đang bán rất là chạy, với cấu hình khủng nè, rồi kích thước nhỏ gọn nè, công suất cũng đủ đáp ứng cho anh em có thể là chơi trong nhà ngoài trời, thì con này cũng được tương tự. Mình lấy cái ý tưởng, gọi là mình lấy cái là những cái tinh túy nhất của cái con loa này, nâng cấp lên con loa này đó. Thì ở đây tinh túy nhất của loa đó là gì? Một bộ đôi bass nasal con 76 từ 190, nó sẽ cho anh em được một cái chất âm nó ấm nè, nó trầm nè. Và bass nasal thì anh em biết rồi, chất lượng như thế nào anh em cũng biết rồi, nó quá là VIP như vậy, bảo sao con loa này nó sẽ cho anh em được cái chất âm nó như vậy, rất là hay đó. Rồi hai loa trung màng vải giòn cao su hồi trước là trung 14, giờ mình nâng lên trung 16 luôn, cho anh em là hát ca là thoải mái, hát nó nhẹ hửng luôn trời, hát chưa bao giờ thấy mà con loa nào mà hát nhẹ như vậy. Nên là con loa này nhiều khi anh em hát không còn loa full nữa, anh em gắn không còn loa full đâu, con này đủ chơi à. Rồi lên trên này một họng chép array, sở hữu cho mình là hai con chép neo khối 450. Hồi trước là với phiên bản cũ, phiên bản này DB06 mình sử dụng chép 450 và một con chép 450 RCF, thì hai này mình chơi lên 450 neo khối luôn. Nó sẽ cho anh em cái tiếng chép nó sáng, nó trong và phóng tiếng rất là xa. Con loa này nếu mà anh em để ngoài trời đó, anh em hát mở lớn rồi phóng tiếng, trời ơi nó đã cực kỳ luôn. Tiếng chép nó sáng nè, tiếng bass nó đập lực nè. Anh em nghĩ là bass 30 thôi mà nhiều khi con loa này nó quýnh ngang với con bass 40 luôn. Đó, nhiều này nóng nó quá, mình đã test thử rồi. Nên là nếu anh em muốn thực tế cứ đến 573 Lê Văn Lương quận 7 bên mình. Đó. Rồi, ngoại hình mặt trước anh em có thấy gì lạ nữa không? Một cái thiết kế lỗ hơi độc đáo và mình mới ra mắt chừng 3 ngày thôi đã có phiên bản nhái rồi. Tại sao? Tại vì nó quá hay, nó quá ưu việt đây anh em. Một cái con loa này nè, một tầng trên này nó đã tách ra, nó làm hai ngăn nha. Tách ra và cái ngăn hơi trên này nè là của cái tầng trên, ngăn hơi ở dưới nè của tầng dưới, nó sẽ gọn gàng hơn rất nhiều. Chứ trước kia là thông thường người ta sẽ là giác ngay góc này nè, người ta làm cái lỗ tròn. Đó, nhìn nó hơi bị thô á nè, nhìn hơi bị thô và nhìn nó sao sao á, xấu á. Đây là một trong những thiết kế mới và ý tưởng này do mình nghĩ ra nha. Đó, rồi thêm nữa nè, anh em sẽ có một cái con loa với một cái thùng thùng full ván ép rất là dày, cứng cáp. Nó giúp anh em yên tâm hơn. Ví dụ như mình đem con loa này cho thuê thì sao? Trời ơi, cứng cáp cực kỳ luôn, nhưng mà bị cái biết gì không? Nó nặng, mỗi lần khiêng lên xe máy chắc cũng hơi đuối à. Con này tính ra chắc cũng khoảng 70-80 kg nha, chứ không phải nhẹ đâu nha. Đó. Rồi một cái con lo có chiều cao là 1m18, ngang là 6 tấc, sâu vô là 5 tấc 4, thì nó cũng vừa sức, nó cũng không quá to nè em, so với mình nè, mình 1m76 thì này nó mét khoảng 1m18 thì nó như đây nè, nó cũng không quá to, nó cũng không quá nhỏ như con này. Nhìn nó cũng hầm hố. Nếu như anh em gọi là thích một cái con lo nó có kích thước nó vừa phải, nó ưu việt, thì đây là một sự lựa chọn của anh em so với những con lo nó to hơn kìa. Nếu anh em muốn sự hầm hố thì chọn nó đi cũng được bộ. Đó, ngoại hình cũng rất là sang. Nói về con lo này ngoại hình á, thì con lo này còn thêm cho anh em là một cái lưới. Lưới này hiện tại mình cũng đang sản xuất nha anh em. Lưới đợt này là mình sẽ cho anh em một cái lưới nó độc quyền trên thị trường luôn. Trên thị trường chưa có màu sắc lưới này nha. Màu sắc Titan của iPhone 15 Pro Max. Đó, một trong những cái màu mà rất là nhiều anh em ưa chuộng. Thì cái màu Titan ở đây mình cũng đã có rồi. Để mình lấy cho anh em xem thử cái nghía sơ sơ, thử cho anh em coi thử nó đẹp như thế nào. Đây. Đây cho anh em xem thử cái màu Titan nha. Đây. Đó, nè. Mới sơn rồi nè. Đó. Đẹp chưa? Nó không sáng như con này. Nó cũng không đen như con kia. Mà nó cho anh em màu nó cứng cáp hơn rất là nhiều. Màu Titan mà. Titan, vật liệu Titan em cũng biết rồi, nó cứng cáp. Nó gọi là chắc chắn và nó đẹp. Rồi mặt trước sẽ là lưới bản đồ Việt Nam. Vẫn mình rất là thích bản đồ Việt Nam giống như chân con 06 này. Đó, nó thể hiện cái chủ quyền đất nước rồi, nó đẹp. Quan trọng là nó đẹp. Đó, rồi nói về cái bộ xử lý trung tâm ở đây, anh em sẽ có là ba cái thớt xịn sò, toàn là hàng nội địa Trung ha. Anh em cứ nghĩ là hàng nội địa Trung là hàng bãi, hàng cũ hay gì, không có nha. Hàng nội địa Trung tức là bên Trung người ta sản xuất nguyên con, mình nhập về nguyên con về đây mình bán, mình ráp cho anh em để mình bán. Chứ không phải là anh em cứ nghĩ là hàng bãi, hàng kém chất lượng, hàng như thế nào đó. Nội địa Trung cũng có loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, loại N, thì đây loại 1 cho anh em. Thương hiệu Stark. Một trong những thương hiệu mà khi anh em giờ lên, anh em lên mạng anh sợ á, coi giá nó bao nhiêu biết nè, mã nè, coi cho kỹ vô giờ sợ nha. Đó, con này mà bán lẻ trên thị trường cũng hết 8 cũng 6. Nói vậy anh không tin thì cứ sợ thử coi. Chính hãng luôn nó bán như vậy đó. Con đẩy này chúng ta sẽ có được hai kênh, mỗi kênh là 800W ở chế độ 8 ohm. Nếu mà anh em gắn cho lo ở chế độ 4 ohm thì nó tới 1400W lận, quá là kinh khủng luôn nha. Một con đẩy tuy nhỏ nhưng mà công suất hơi bị dữ luôn đó. Nó có 32 sò cho anh em nha. Rồi tiếp theo ở trên này anh em sẽ có một cái hớt van cơ lai số.
16 nút chức năng nè. Eco, Revert, rồi Revert EQ, rồi Mix EQ và nhạc EQ nữa, chỉnh chi tiết cho anh em luôn. Đó, rồi có thêm chức năng rất là hay nè, tách lời ca sĩ nè, rồi chế độ ngõ vô bao nhiêu nè, đặc biệt là ba cái nút volume nè. Cho khi mình dặn cái nó nhảy số. Đó, rồi thêm cái màn hình hiển thị nè, đang chớp theo nhạc nữa nè. Hiện tại mình đang kết nối với TV nè, mình cho nó đang phát và đẩy, mình đang đang giảm thì không nè, nên anh thấy là nó chớp này. Ở đây mình mở lên tiếng là có nhạc nè. Đó. Rồi, tiếp theo anh em sẽ có một cái con hớt gọi là hớt micro Sure, một thương hiệu Mỹ. Và ở đây hớt micro này nó sẽ làm tốt cho anh em ở cái công đoạn là nó sẽ hút tiếng nè, hát tiếng nó ấm nè, và đặc biệt là cầm micro là trời ơi muốn mắc hát lắm rồi. Đó, micro xịn sò chưa. Đó, micro này có thêm một tính năng là nó sẽ khi anh em để im nè, khoảng tầm 5 giây sẽ tự động nó ngắt, nên để tiết kiệm cái pin ở trong con này. Đó, anh em có thể là gắn pin sạc vô cho nó xài nó trâu hơn, hoặc là ở đây mình sẽ gắn pin bình thường thôi. Đó, để cho test cho anh em thoải mái. Đó, một thiết kế mà đó, như một cái đoạn kiếm. Đó, ngon lành. Đó, ngon lành. Đó, rồi, đây là chi tiết về cái con loa này rồi. Nếu anh em muốn gọi là trải nghiệm thực tế chất âm của con loa này, cứ việc đến 573 Lê Văn Lương quận 7 với mình để mà test thử coi nó như thế nào. Ha, mọi thắc mắc ới ơi cho mình để được tư vấn chi tiết nha.